Rồi, xin chào anh chị các bạn. Cũng nhiều anh chị hỏi thì hôm nay em quay phiên bản rẻ nhất của Honda City nhé, City G529 triệu. Đó, mình nhìn sơ qua này, em lấy góc này. Bên cạnh kia là mẫu City RS nhé. Mình có thể thấy khác biệt đầu tiên là về la răng này, la răng xe này. Thứ hai là về thiết kế ngoại thất và đèn ở trên phiên bản này thì đây chúng ta có đèn halogen rồi, chắc chắn rồi, phiên bản thấp nhất. Và ưu điểm đặc biệt của xe Honda là chúng ta không có cảm biến phía trước xe nhé. Thứ hai là nhất là với những xe màu bạc thì cái nhìn ngoại thất thì nó sẽ không được sang với những cái mẫu xe như kiểu hạng B như này, nên là có thể cái video nó sẽ không trực quan lắm. Tuy nhiên thì em sẽ đi nhanh những cái ưu điểm của nó. Thứ nhất, 529 triệu đồng giá niêm yết, chúng ta có một chiếc xe hạng B gia đình số tự động. Đấy, có luôn màn hình zin này nhá, rất đẹp rồi. Mức giảm giá hiện nay chúng ta đang giảm vào khoảng 15 đến 20 triệu đồng và tặng kèm phụ kiện theo xe, tức là khoảng 500 thì lăn bánh, và với chương trình được ưu đãi thuế thì lăn bánh chỉ rơi vào khoảng tầm 525 đến 530 triệu đồng. Đó, tức là ngang tương đương với Accent phiên bản số động rồi. Mà mẫu Honda City này thì thật sự là thiết kế trẻ trung khá nhiều. Nếu như mua xe với phiên bản này về thì mình cần đội những cái gì? Đầu tiên có lẽ là bộ Cruise Control này. Thứ hai là ghế da này, vì đây vẫn là ghế ni. Đó, cổng sạc hay màn hình thì cũng khá là đầy đủ rồi. Đó, 529 triệu đồng thì lăn bánh đâu đó vào tầm 550 quay đầu đi, trả góp tối thiểu vào khoảng 160 đến 170 triệu thì mình có một mẫu xe hạng B rộng rãi và có thể nói là thương hiệu từ Nhật Bản, nuôi dưỡng chi phí các thứ rất là rẻ. Thì em chỉ quay nhanh được thôi do điều kiện có hạn về thời gian, nên là mình mà đã có nhu cầu tìm hiểu mua xe cần lái thử tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé, qua là đính kèm trên màn hình. Và thực tế thì cái màu bạc và nhất là phiên bản thấp thì cũng khá khó bán. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.